các bạn. Và hôm nay các bạn đã sẵn sàng cùng mình để đi săn chưa? Con mồi của chúng ta hôm nay sẽ mang đến một sự ấm áp, đó chính là nói về nội dung the love, tình yêu, viễn tưởng, drama. Và đặc biệt hơn, đó chính là một bộ phim hoạt hình. Và tất nhiên, với thể loại này người ta được gọi là anime movie. Anime mà trong clip mình đã săn được là một bộ phim đã được trình chiếu trên tất cả các rạp của trên thế giới và có một cơn sốt về doanh thu phòng vé vào năm 2016. Ok, bây giờ mời các bạn xem coi tôi đã săn được những gì trong bộ phim cho các bạn nhé. Giới thiệu đến tất cả các bạn, con mồi mà chúng ta gặt hái được hôm nay đó chính là bộ phim mang tên Gió Nèm, tạm dịch là Tên Cậu Là Gì, của tác giả kim đạo diễn Shinkai Mokoto. Mở đầu câu chuyện là những ngôi sao, bầu trời và những hình ảnh rất là đẹp. Điều kỳ lạ đó chính là sự hoán đổi về thân xác. Cô gái trẻ Mitsu tỉnh dậy. Đây là tên hình sao? Phát trời. Oh my god, gì sẽ xảy ra với cơ thể của mình? Đó là một câu nói rất là kỳ lạ. Khi mà đó là một người phụ nữ bình thường, tại vì là cơ thể của họ thì họ muốn biết. Nhưng kỳ thật, thực tế là bên trong của cơ thể này đã bị biến đổi. Và tâm hồn của Mesu không còn nữa. Thực tế thì cơ thể của Taki đã hoán đổi với Mesu. Và đồng thời Taki đang sống ở đâu đó trên Nhật Bản cũng tỉnh dậy và cảm giác rằng cơ thể của mình không còn là cơ thể của mình như trước kia. Bởi chính vì Mitsu đã hoán đổi thân xác cùng với cậu bé, tức là cùng với chàng trai này, thì cả hai người hoán đổi thân xác lẫn nhau. Và khi điều đó được xảy ra, không biết vì lý do gì, điều ngẫu nhiên hay là có một cái điều gì đó rất kỳ lạ để đưa cho hai người, và hai người đã hoán đổi cho nhau. Họ bắt đầu đi tìm hiểu lý do. Họ bắt đầu phát hiện ra và tìm hiểu lý do. Và cả hai đều phải chấp nhận và học cách để sống những cái cuộc đời của mỗi người. Thì Taki thì phải làm tròn những cái trách nhiệm khi mà ở trong thân xác của Mitsu, và ngược lại Mitsu cũng phải học tập thay đổi cách lối sống khi ở trong thân thể của Taki. Khi mà cả hai đang hoán đổi cho nhau thì họ phải học cách chấp nhận và học cách để vươn lên và sống với cái thân thể của đối phương. Các bạn sẽ đánh giá cao hơn về bộ phim khi mà bộ phim Gió Nèm còn sở hữu những hình ảnh rất ấn tượng và rất đẹp mắt, những bầu trời, những vì sao. Và tất cả những điều đó chúng ta còn có thể thấy được rằng khi mà Gió Nèm vẽ nên những bức tranh về vùng quê, tác giả sẽ cho chúng ta thấy được cảnh ở vùng quê. Khi mà bạn thấy những cái tán lá cây, những rừng cây lớn, những núi sông, những con rạch và tất cả những gì ở miền quê, sẽ cảm thấy thân thiện hơn, với gần với thiên nhiên hơn. Và những cảnh đẹp đó bạn sẽ phải chấp nhận rằng thiên nhiên thật đẹp. Và ngược lại thì điều đó sẽ ở bên thế giới của Taki, tức có nghĩa là ở cậu bé, bạn sẽ thấy được những đô thị, thành phố, những tòa cao ốc chọc trời, những cái khoa học công nghệ tiến bộ, giúp cho các bạn thấy được một thành phố nhộn nhịp của một thành phố rất là phát triển, con người thì rất là đông đúc. Thì điều đó bạn sẽ thấy được hai điểm quan điểm ở sống của chúng ta khi chúng ta ở vùng miền quê và ngược lại chúng ta cũng ở thành phố. Và kết hợp với cả hai, đó là một nền văn hóa nghệ thuật của người Nhật, một nền văn hóa có rất nhiều lâu đời và có nhiều truyền thống văn hóa sẽ được đưa vào trong bộ phim này. Tức có nghĩa là bạn sẽ thấy được cảnh những đêm hội và những người, những lớp trai trẻ và những cô gái mặc những cái bộ đồ
kimono, và đó là những phong tục tập quán rất đặc trưng của người Nhật. Mình còn thật sự rất ấn tượng về câu chuyện lãng mạn của Yonem. Đó là cả hai nhân vật trong truyện Yonem, trong tác phẩm bộ phim của chúng ta, thì cả hai đều chưa từng gặp mặt nhau, và cả hai cũng chưa từng hiểu về nhau, chưa từng đến với nhau, nhưng họ bằng một cách nào đó họ liên kết với nhau bằng một sợi dây mà châu Á chúng ta thì đó gọi là dây tơ hồng, liên kết họ bệnh với nhau, quấn lấy nhau, và họ là những cá thể nhưng đã được liên kết, thì tự nhiên họ đến với nhau một cách rất là bình thường. Hẳn là trong chúng ta hoặc các bạn trẻ hiện giờ thì họ sẽ thường nghĩ rằng người yêu của mình đang ở đâu, làm gì và như thế nào. Thì giống như vậy, ở trong bộ phim Yonem, cách tác giả đã khai thác tương tự như thế. Các bạn nên xem bộ phim Yonem này. Tại ngoài ra có rất nhiều cảm xúc trong bộ phim đã gây cho thợ săn phim có nhiều cái cảm hứng. Cách họ sống quyết liệt, rất mạnh mẽ, rất ý chí khi họ tìm đến nhau, những cơ hội. Sự quyết tâm của Taki khi đi tìm câu trả lời cho bản thân, cũng như là những hành động của Mitsu rất quyết liệt để cứu lấy dân làng của mình. Thì và ngoài ra, thợ săn phim rất là xúc động bởi hình ảnh giữa Taki và Mitsu khi họ chạm vào nhau và tìm thấy lẫn nhau. Đó là một quá trình rất là tuyệt vời, và mình đã rất là cảm động trong bộ phim vừa rồi. Do anh em xứng đáng là một bộ phim rất hay, đáng để các bạn dành thời gian để xem. Đó là một bộ phim anime movie có được trình chiếu trên tất cả các rạp phim. Bộ phim Do anh em đã mang lại rất nhiều cảm xúc và những giá trị khác nhau. Tuy nhiên, tôi rất mong mấy bạn sẽ tìm đến và xem bộ phim để săn những cảm xúc khi mấy bạn xem bộ phim này. Mấy bạn cảm nhận được bộ phim này khác với những gì tôi cảm nhận và khác với những gì mà tác giả đưa ra. Ok, kết thúc video clip. Mình là thợ săn phim. Hãy ủng hộ cho kênh của mình và hẹn gặp lại mấy bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào.